Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 12 tây của tháng 3 của năm 2018. Đầu chương trình thì Tuấn có nói về cái kiện tùng của cơ quan Việt thiện Asian American Advancing Justice với cơ quan Immigration and Customs Enforcement là cơ quan thi hành mặt luật di trú liên quan tới một số người Việt Nam mà đã có cái lệnh trục xuất mà bây giờ cơ quan đã muốn thi hành cái lệnh trục xuất để đưa người ta về Việt Nam. Rồi sau đó Tuấn có tiếp đón một số câu hỏi và cái thắc mắc của một số quý vị. Thì bây giờ cho Tuấn trở lại sơ qua về cái kiện tùng mà Tuấn nói đầu của chương trình. Đây là cái kiện tùng nó gọi là habeas corpus, là cái kiện tùng mà nếu người ta bị giam thì yêu cầu tòa trả cái quyền tự do cho người ta hoặc là trả cho thả người ta ra ngoài. Thì để make sure quý vị hiểu rằng là cái kiện này nói rằng là cái cơ quan thi hành mặt luật di trú không có cái lý do để giữ người ta trong cái thời điểm này. Thì đây là những người nào? Những người qua đây trước năm 95, chưa có quốc tịch, đã phạm tội và đã có cái lệnh trục xuất và người ta từ Việt Nam. Nhưng mà căn cứ vào cái hiệp ước hoặc là cái bản ghi chú Memorandum of Understanding mà hai bên đã ký với nhau vào năm 2008, thì 2008 thì chính quyền Việt Nam chỉ cho phép thi hành cái thủ tục trục xuất cho những người nào Việt Nam qua nước Mỹ sau ngày 12 tây tháng 7 năm 95 thôi. Nhưng mà cái người mà cơ quan thi hành mặt luật di trú đang giữ là những người qua đây trước năm 95. Đó, thì căn cứ vào cái kiện này đó, sở di trú hoặc là cơ quan thi hành mặt luật di trú có quyền giam người ta nếu người ta tái phạm hoặc người ta đã làm cái gì trái với cái điều luật hoặc là cái quy định mà khi được thả ra giống như là không đi trình diện đi thì người ta có quyền tiếp tục nhốt. Nhưng mà đây cái kiện tùng là tại người ta vẫn giữ cái quy định như vậy. Nhưng mà cơ quan thi hành cố gắng hoặc là cố ý thi hành cái này cho dù người ta qua đây trước năm 95. Thì cái kiện tùng này Tuấn nghĩ phần trăm cao. Thì sau cái kiện tùng này những cái người đó đã được thả ra rồi và tiếp tục đi trình diện với cơ quan thi hành mặt luật di trú. Thì đây là cái kiện tùng mà người ta đã nộp vào ngày 22 tây tháng 2 của năm 2018 ở bên tiểu bang California, tòa địa phương của bên California. Đó là cái tin tức gửi cho tới quý vị. Có một quý vị gọi vào, đó là chú Hiển, trong cuối giờ của phần đầu của chương trình. Thì cái câu hỏi của chú là như thế này: bây giờ chú 70 tuổi, chú ở đây có thẻ xanh hơn 20 năm, chú đang xin gia hạn thẻ xanh, chú chưa có nhận được cái thẻ xanh mới, bây giờ chú có quyền nộp đơn xin quốc tịch hay không và có quyền thi quốc tịch bằng tiếng Việt hay không? Thì cái câu trả lời cho chú là được hết chú. Cho dù chú chưa nhận được thẻ xanh, tại vì chú đang gia hạn cái thẻ xanh 10 năm của chú, chú có quyền nộp hồ sơ xin quốc tịch, dùng cái copy của cái thẻ xanh cũ và cái receipt là cái biên lai cho cái gia hạn thẻ xanh mới của K90 với kèm theo cái lệ phí là 680 đồng, 725 đồng cho sở di trú. Thì chú có quyền nộp đơn xin quốc tịch. Và tại vì chú trên 50 tuổi rồi, có thẻ xanh trên 20 năm, thì chú có quyền thi bằng tiếng Việt. Cho nên khi mà văn phòng sở di trú địa phương ở New Orleans mời chú lên phỏng vấn và thi thì chú có quyền mang theo cái người thông dịch cho chú. Chú ở Mississippi thì cái cơ quan của sở di trú mà phỏng vấn chú thì nằm ở tại thành phố New Orleans, Louisiana. Cảm ơn chú Hiển rất là nhiều. Và chúng ta tiếp tục đường dây điện thoại. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Thưa quý vị, lưu ý rằng là khi quý vị gọi vào rồi, làm ơn nghe cái điện thoại nha, chứ không phải nghe cái TV. Nghe cái điện thoại, những cái câu hỏi và cái thắc mắc. Và nếu mà Tuấn không còn câu hỏi và thắc mắc gì nữa, quý vị có thể cúp điện thoại và bật lớn cái volume của cái TV để nghe cái câu trả lời của Tuấn. Và tiếp tục đường dây điện thoại cho Tuấn, xin mời chị Mai ở Houston. Xin mời chị Mai ở Houston lên tiếng đi chị. Dạ, xin chào luật sư, dạ. Mời chị trình bày đi ạ. Dạ, cho xin luật sư cho tôi hỏi thăm là bây giờ tôi muốn mà bảo lãnh anh chị em á, bây giờ có còn không luật sư? Dạ vâng, ngoài câu hỏi này chị còn câu hỏi gì khác nữa không? Sorry chị Mai, điện thoại của chị đã bị cúp rồi. Nếu mà còn câu hỏi thì gọi lại cho Tuấn nha. Nhưng mà hồ sơ anh chị em vẫn tiếp tục nha chị.
hồ sơ anh chị em vẫn tiếp tục. Rất tiếc là cho dù tiếp tục được, bây giờ nó rất là lâu, nó khoảng 13-14 năm trở lên. 13-14 năm trở lên. Hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ, cho anh chị em vẫn phát triển bình thường hết. Không có cái đạo luật gì để hủy bỏ hết. Nó có những cái dự luật, nhưng mà những cái dự luật đó đã thất bại hết rồi. Cảm ơn chị Mai Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời anh Hải Houston. Xin mời anh Hải Houston lên tiếng đi ạ. Nhận hỏi không coi. Anh Hải Houston, xin mời anh lên tiếng đi. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch ạ. Mời anh lên tiếng đi. Dạ. Dạ vâng, mời anh Hải trực tiếp trình bày đi anh Hải. Dạ, chưa lực tôi có bảo lãnh hai gia đình, hai đứa con gái á, 2010 á, mà bữa tháng 3 2010 đó, bây giờ tới chừng nào mà được chặn qua đây luật sư. Anh Hải, cái hồ sơ này con đứa con gái đã lập gia đình rồi ha. Và sở di trú nó đã chấp thuận hồ sơ chưa? Sở di trú đã chấp thuận hồ sơ này rồi. Dạ vâng. Ngoài câu hỏi này anh còn câu hỏi gì khác cho tôi không? Dạ không. Cảm ơn Hải rất là nhiều. Thưa anh Hải, hồ sơ F3 là có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình. Thì cái ngày ưu tiên, ngày đáo hạn có quyền được phỏng vấn là tháng 12 của năm 2005. Tháng 12 của năm 2005. Hồ sơ này thì nộp vào tháng 3 của năm 2010, nó 5 năm cho tới 6 năm trở lên nếu mà người con gái Việt Nam vẫn còn chồng. Còn nếu mà ly dị hoặc là có chuyện gì không may xảy ra cho người dễ, thì cái hồ sơ này sẽ lên cái ưu tiên 1. Đó. Thì ưu tiên 1 thì có quyền phỏng vấn liền, nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn còn giấy hôn thú, thì nó là hồ sơ ưu tiên 3 thì phải chờ 5 năm trở lên. Cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Và cũng tiếp tục thành phố Houston luôn, cho Tuấn xin mời cô Xuân. Cô Xuân ở Houston, xin mời cô lên tiếng đi cô ạ. Xin chào. Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Tuấn ạ. Mời cô Xuân lên tiếng đi ạ. Dạ. Dạ vâng, mời cô trình bày đi cô. Dạ vâng. Dạ thưa luật sư. Tôi nghe cô, mời cô trình bày đi cô. Câu hỏi như thế này. Dạ. Dạ, chào luật sư. Dạ vâng. Dạ. Một người dân ăn tiền già, bây giờ muốn xin hồi hương thì có được quyền lợi gì không? Xin một người đang lãnh tiền trợ cấp ở đây rồi muốn hồi hương về Việt Nam. Người này đã có quốc tịch chưa cô? Dạ chưa có rồi, mới có được ăn tiền già chứ. Dạ vâng. Ok, cảm ơn cô Xuân rất là nhiều. Tôi không còn câu hỏi gì nữa. Cô còn câu hỏi gì cho tôi không? Dạ vâng. Cô Son, cái câu hỏi của cô thì cho Tuấn chỉ nói sơ qua thôi, tại vì nó cũng liên quan về di trú, nhưng mà nó lại có một phần không liên quan về di trú. Liên quan về di trú là cái thủ tục hồi hương ở bên Việt Nam, nghĩa là có thể cô phải hủy bỏ cái quốc tịch của cô nữa đó. Nếu mà chính thức hồi hương ở Việt Nam là cô phải hủy bỏ cái quốc tịch của cô. Và nếu mà cô hủy bỏ như vậy, chưa chắc cô qua lại bên Mỹ đâu, nếu mà sau này cô ở bên Việt Nam. Cho nên đó là cái phần quốc tịch. Còn cái vấn đề trợ cấp cô, thì theo tôi biết trợ cấp là cho những người nào đang còn cư ngụ ở đây. Cho nên khi cô đã bỏ về rồi, đó, thì tôi nghĩ rằng cái tiền trợ cấp đó cô không còn tiếp tục được đâu. Cảm ơn cô Xuân rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời anh Minh ở thành phố Galveston, Texas. Xin mời anh Minh lên tiếng đi ạ. Dạ thưa luật sư, dạ em tên là Minh Trần ở Galveston. Em đi diện về VNC mà em qua lúc là 4 tây tháng 10 của 2016 cho tới tháng 3 2017 em được giấy lăn tay chụp hình, mà tới hôm nay thì em không được nhận cái giấy gì nữa. Giờ em xin hỏi luật sư khoảng bao lâu em mới có được thẻ xanh? Dạ vâng. Anh Minh à, cho Tuấn hỏi 2 câu, 3 câu ha. Kết hôn hồi nào? Dạ. Qua đây tháng 10 kết hôn hồi nào vậy anh? Dạ em qua đây lúc 4 tây tháng 10. Và 10 tây tháng 10 là tụi em kết hôn với hôn thú đàng hoàng luôn. Dạ vâng, và nộp đơn xin thẻ xanh hồi nào là câu hỏi thứ hai của tôi ạ. Dạ em xin đơn xin thẻ xanh lăn tay thì là tháng 2. Thì tháng 3 em được cái giấy của di trú gửi về cho xin đi lăn tay. Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng, anh chị còn sống chung với nhau và có thay đổi địa chỉ hay không?
Dạ không, dạ vẫn còn sống chung và vẫn ở một cái địa chỉ lúc em mới qua Mỹ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều và anh có thể cúp điện thoại cho tôi. Cảm ơn anh đã chuẩn bị hết cho tôi rồi. À, anh Minh, à, câu trả lời của tôi cho anh là như thế này. Hồ sơ thẻ xanh bây giờ đa số phải phỏng vấn hết. Đa số phải phỏng vấn hết. Có thể hồ sơ này không phỏng vấn tại vì anh nộp trước tháng 10 của năm 2017. Nhưng mà đa số phải phỏng vấn hết. Ở sở di trú Houston, Galveston thì gần Houston rồi. À, sở di trú Houston phỏng vấn bây giờ rất là chậm. À, theo tôi biết đang phỏng vấn cuối năm của năm 2016. Cho nên nếu mà anh không có thay đổi địa chỉ thì tôi nghĩ cái hồ sơ này anh phải chờ thêm vài tháng nữa mới có lịch phỏng vấn anh. À, tại vì người ta đang phỏng vấn cuối năm 2016, anh nộp là tháng 2 của năm 2017. Thì tôi nghĩ anh chờ thêm khoảng 3 tháng trở lên. À, cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Sau cái điện thoại của cô Thoa thì chúng ta sẽ có cái visa bulletin của tháng 3 của năm 2018. Và bây giờ thành phố Dallas cho Tuấn xin mời cô Thoa, Houston xin mời cô Thoa, xin lỗi cô Thoa, Dallas lên tiếng đi cô. Dạ vâng. Dạ tôi tên Thoa. Mời cô ạ. Dạ. Cô Thoa vặn nhỏ cái TV và nói chuyện trực tiếp với tôi qua điện thoại đi cô. Dạ tôi muốn hỏi là thẻ xanh của tôi hết hạn 3 tháng rồi nhưng mà tôi có nộp đơn khi quốc tịch rồi á. Bây giờ tôi chờ đó, có sao không ạ? Dạ vâng, cô nộp đơn xin quốc tịch hồi nào vậy cô? Dạ thưa tôi không nghe rõ. Cô vặn nhỏ cái volume của cái TV và nói chuyện điện thoại với tôi cô. Cô nộp đơn xin quốc tịch hồi nào vậy cô? Dạ thưa tôi nộp tôi lăn tay hồi tôi không hỏi cô lăn tay cô nộp hồ sơ hồi nào cô? Dạ. Dạ tôi nộp hồ sơ hồi đó là tháng 4 rồi thì tháng 5 tháng 4 dạ rồi tháng 6 thì tháng 5 thì vào tháng 6 tôi được lăn tay thì, dạ vâng dạ vâng tháng 4 của năm 2017 ha. Dạ vâng. Thưa cô đã có thẻ xanh bao lâu rồi hoặc là cô đã sống ở đây bao lâu rồi cô? Dạ thưa tôi sống ở đây 10 năm rồi. Bây giờ tôi tính lỗi mà tôi thấy tôi còn tháng mấy nữa tôi mới khá tạm cho nên tôi nộp thi đơn thi quốc tịch và tôi được nâng tay ngày 6 tháng 2. Tôi hiểu cái đó cô. Ok, cô Thoa cảm ơn cô rất là nhiều và tôi sẽ cố gắng trả lời cho cô. Đầu tiên cô Thoa, đầu tiên cái câu trả lời của tôi. Dạ, thưa luật sư trả lời trên TV hả? Dạ vâng, tôi sẽ trả lời trên TV cô. Cô có thể cúp điện thoại rồi cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa cô Thoa, đầu tiên á, cô chưa có đủ điều kiện để thi quốc tịch bằng tiếng Việt nha. Cho nên cô mới có thẻ xanh và sống đây 10 năm thôi. Cho nên bắt buộc khi người ta phỏng vấn cô phải thi tiếng Anh. Cô phải thi tiếng Anh. Cho nên make sure cô học bài, make sure là cô có khả năng thi đậu bằng tiếng Anh. Cái câu trả lời cho cô là như thế này. Cô không cần gia hạn thẻ xanh. Tại vì thẻ xanh của cô hết hạn cách đây 3 tháng là khoảng tháng 12 của năm 2017. Rồi cô nộp đơn xin quốc tịch là tháng 4 của năm 2017. Thì khi cô nộp cái thẻ xanh của cô còn giá trị trên 180 ngày thì theo cái quy định của Sở Di trú cô không cần gia hạn cái thẻ xanh. Nào, nếu mà cô không thi đậu quốc tịch đó, thì cô cần gia hạn cái thẻ xanh. Nhớ rằng cô chưa có đủ 15 năm thường trú nhân ở đây thì bắt buộc cô phải phỏng vấn và thi bằng tiếng Anh đó cô. Cảm ơn cô Thoa rất là nhiều. Thưa quý vị, kế tiếp thì Tuấn có cái visa bulletin của tháng 3 của năm 2018. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 3 của năm 2018. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 3 năm 2018. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 3 năm 2011. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 3 năm 2016. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2011. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2005. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 8 năm 2004. Kính thưa quý vị,
Đây là visa bulletin của tháng 3 năm 2018. Thưa quý vị, tiếp tục đường dây điện thoại. Bây giờ xin mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Và trên đường dây tại thành phố Arlington, Texas, cho Tuấn xin mời cô Hương. Cô Hương ở Arlington, xin mời cô lên tiếng đi cô Hương. Cô Hương ở thành phố Arlington, xin mời cô lên tiếng đi cô ạ. Ok, cô Hương, đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Mời cô lên tiếng nè và mời cô trực tiếp nghe điện thoại đi cô. Dạ vâng. Thưa cô có câu hỏi và thắc mắc gì cho tôi trả lời cho cô ạ? Chào xin hỏi luật sư thử là thường trú nhân, mẹ thường trú nhân á, bổ lãnh cho con trai độc thân mà vừa rồi nó có một cái chuyện mà nó đánh lộn, nó bị phạm pháp đánh lộn đồ bác nhốt rồi người ta kiện tụng đồ đó, mà bây giờ có thể trần phẩm vấn nó có thể đi được không? Hồ sơ làm từ hồi nào vậy cô? Dạ, nó vừa rồi nó đánh lộn cách đây cũng khoảng 2 tháng. Cô Hương à, hồ sơ này cô nộp bảo lãnh từ hồi nào cô? Nộp bảo lãnh. Dạ vâng, hồ sơ nộp bảo lãnh từ hồi nào, cách đây mấy năm, năm nào cô? Dạ, để hỏi lại chứ tôi hỏi giùm cho thằng cháu con kêu bằng cô. Để ok. Thôi cảm ơn cô Hương rất nhiều nha. Và cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng trả lời cho cô. Thưa cô Hương, bất cứ người nào định cư từ nước Việt Nam và trên 16 tuổi thì cái lãnh sự quán sẽ yêu cầu cái lý lịch tư pháp số 2. Lý lịch tư pháp số 2 là cái giấy tờ của sở tư pháp cấp cho người ta. Thì cái sở tư pháp ở tỉnh hoặc ở Sài Gòn hoặc cái chỗ hộ khẩu người ta cấp cho người ta để xác nhận người ta có cái án tích hay không. Đó. Đánh lộn hoặc là gây án gây tích cho người ta thì có thể là cái tội trái đạo đức, có thể thôi là tội trái đạo đức mà cái lãnh sự quán có thể cấm người ta vào nước Hoa Kỳ. Và nếu mà có thể bị cấm vào nước Hoa Kỳ thì người ta phải xin ân xá. Thì cái ân xá này nó rất là khó để xin, để cấp nếu mà cái án tích nó dưới 15 năm. Đó. Cháu nó mới bị hy vọng tòa án của chính quyền Việt Nam chưa có xử thì cố gắng mọi cách để được trắng hoặc là vô tội cho cái tình trạng đó. Chứ nếu mà không coi chừng tương lai để vào nước Hoa Kỳ thì nó rất là khó khăn. Cảm ơn cô Hương rất là nhiều và chúng ta chỉ còn vài phút thôi. Bây giờ cho Tuấn xin mời cô Nho ở Houston. Xin mời cô Nho Houston lên tiếng đi cô. Dạ thưa chào luật sư Tuấn, tôi tên là Nho Nguyễn ở Houston. Dạ vâng. Tôi có câu hỏi. Dạ. Gia đình tôi bảo lãnh cho con gái độc thân trên 21 tuổi. Cái ngày đầu tiên á là ngày 12 tháng 9 của năm 2011. Xin hỏi luật sư tới khi nào cháu mới được nhận được chiếu khám ạ? Dạ vâng. Cho tôi hỏi đây là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân phải không cô? Dạ thưa vâng ạ. Dạ vâng, cháu nó ở đây hay cháu nó đang ở Việt Nam cô? Dạ thưa cháu ở Việt Nam ạ. Dạ vâng. Ngoài câu hỏi này cô còn câu hỏi gì khác để cho tôi trả lời cùng một lúc luôn cô? Dạ, tôi muốn biết là khi nào cháu có chiếu khám và khi đó là cháu sẽ được có mặt ở bên nước Hoa Kỳ vào năm nào ạ? Vậy thôi ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và cô có thể cúp điện thoại và bật cái TV, tôi sẽ cố gắng trả lời cho cô. Thưa cô, lúc nãy tôi có show là cái visa bulletin của châu ưu tiên 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Thì cái ngày đáo hạn, cái ngày mà có quyền phỏng vấn là ngày mùng 1 tây tháng 3 của năm 2011. Mùng 1 tây tháng 3 của năm 2011. Và cái ngày mà cái trung tâm visa bắt đầu yêu cầu chuẩn bị hồ sơ, giống như đóng tiền, làm giấy tờ bảo trợ tài chính và cái lý lịch tư pháp, thì nó là ngày mùng 1 tây tháng 9 của năm 2011. Mùng 1 tây tháng 9 của năm 2011 là người ta bắt đầu yêu cầu những hồ sơ trước đó. Hồ sơ của con gái của cô là ngày 12 tây tháng 9 của năm 2011, thì tôi nghĩ còn 2-3 tháng nữa thì cái trung tâm visa sẽ bắt đầu yêu cầu đóng tiền chuẩn bị cái cuộc phỏng vấn. Và nếu mà phỏng vấn nữa thì nó khoảng 14 cho tới 18 tháng nữa cô. Cảm ơn cô Nho rất là nhiều. Thưa quý vị, cho Tuấn thông báo cái này một tí là mỗi tháng rơi vào ngày 15 tây của tháng thì Tuấn có viết cái văn bản hoặc là cái newsletter
để Tuấn gửi cho tất cả người nào mà có ghi danh với Tuấn có để nhận những cái thông tin này. Thì cái ghi danh này qua cái hệ thống email và cái tin tức này gồm có cái visa bulletin luôn, thì Tuấn gửi qua cái email cho quý vị. Đây là cái email mà Tuấn viết vào ngày mỗi một tháng một lần vào ngày 15 Tây để gửi cho quý vị biết những cái thông tin gì mà mình cảm thấy nó quan trọng cho cộng đồng của chúng ta. Cho nên nếu mà quý vị muốn nhận được cái thông tin này, email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Thưa quý vị, tới đây hết thời giờ cho chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 12 Tây tháng 3 của năm 2018. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin chúc cho quý vị một buổi tối và một tuần rất là vui, tươi và hạnh phúc. Và xin kính chào.